Diện tích 87 mét vuông nhưng mặt tiền là rộng đến 6 mét. Đây là loại diện tích mà nhỏ nhất ở khu D, khu đô thị Glencore Lê Trọng Tấn. Với loại căn 87 mét này thì chỉ có 2 dãy. Và ưu điểm của cái dãy này đó là mặt tiền rộng đến 6 mét. Trước nhà thì có vườn hoa rộng như thế này. Căn nhà này thì có hướng đông bắc nha quý vị nhé. Hướng nhà đông bắc này. Cây xanh ở khu đô thị thì thời gian này thì ban quản lý đang cắt tỉa gọi này. Cắt tỉa hết cành cây, chỉnh trang lại đô thị. Đây là cái loại diện tích lý tưởng ở khu D. Đấy, xung quanh chúng ta có những sân vườn hoa này, sân rộng như thế này. Một cái diện tích vừa phải đủ để sử dụng cho một căn nhà 4 tầng. Và đặc biệt là cái mặt tiền rộng 6 mét nên là chúng ta rất dễ để thiết kế kê đồ cũng như là thiết kế nội thất ở bên trong, bố trí không gian sử dụng. Đấy, trước nhà chúng ta còn có sân chơi thể thao này, ghế đá, công viên này. Đây là một cái vị trí mà dùng để ở vô cùng hợp lý, kết hợp với lại có thể kinh doanh văn phòng tại nhà mình. Lợi thế về kinh doanh thì không nhiều, nhưng cái vị trí này ở thì phải nói là 9 điểm quý vị ạ. Và tại thời điểm tháng 1 năm 2024 này thì việc sở hữu căn nhà 87 mét, mặt tiền rộng 6 mét 4 tầng này chỉ hơn 10 tỷ đồng. Đây cũng là một cái mức giá mà tôi thấy là hợp lý để sở hữu cái căn nhà tại khu đô thị. Đặc biệt là cái vị trí mà nó có cái khuôn viên, cảnh quan, cây xanh, sân vườn, đường rộng, cũng như là những cái mặt tiền được tối ưu không gian hơn. Vâng, và quý vị nào muốn sở hữu căn nhà này ngay tại thời điểm này thì hãy liên hệ với tôi theo số máy 0913 79 8558 để tôi kết nối chủ nhà cho quý vị gặp và đàm phán trực tiếp cũng như là thương lượng. Có thể thương lượng thêm về giá bán tại thời điểm này khi mà chủ nhà họ cũng cần bán để chuyển đổi sang một căn biệt thự to hơn, rộng hơn. Và quý vị nào lần đầu tiên biết đến kênh YouTube Thọ Lacolen thì hãy ấn vào nút đăng ký bên dưới màn hình, nhấn vào chuông thông báo để khi tôi cập nhật tất cả những thông tin về những căn nhà mua bán, giao dịch tại khu đô thị này thì quý vị nhận được những thông tin ngay. Xin chào và hẹn gặp lại.